Morning, chào các bạn. Sáng hôm nay Rebecca sẽ dành 2 phút để hướng dẫn cái cách sử dụng cái máy ôm hết kia là Respimat. Cái Respimat có 2 cái đơn thuốc nha bạn, là Spiriva hoặc là Spirotone, nó nặng hơn chút. Và cái ôm hết này nó dài cái khói mist các bạn, thì nó dễ thở lắm và mình không cần hít mạnh lắm và cái thuốc nó sẽ vô phổi lẹ hơn. Và Rebecca sẽ bấm cho mọi người thấy nha. Nó ngon vậy đó. Thì mình sẽ bỏ cái camera này xuống và chỉ cái cách để sử dụng cái ống hít này. Khi nào mà bác sĩ đo cho bạn á, thì là mỗi sáng hoặc là mỗi đói một lần một ngày á, bạn sẽ hít vô 2 hơi. Và cái cách để hít vô một hơi là mình quay 180 độ, mình mở cái nắp da, mình thở hơi ra, bỏ cái thuốc vô vào miệng, bấm xuống và hít hơi vô, cầm hơi và thở ra từ từ. Nhớ là lần thứ 1. Cái thứ 2 á, mình cũng cần phải đóng nắp lại, mình quay 180 độ, thở hơi ra, mở nắp ra, thở hơi vô. Và thở ra từ từ. Và cái đó là dễ vậy đó bạn. Cái cách để sử dụng cái máy ôm hết Respimat. Ok. Thì mình cảm ơn mọi người nha. Thì cái này là cái máy ôm hết Spiriva hoặc là Spirotone. Dạ, cái ống hít này mình không cần lo là mình cần bỏ cái viên thuốc vô hoặc là mình không cần hít hơi mạnh vô, và nó rất là dễ xài, especially cho mấy người mà bị bệnh COPD. Nó khi là mình khó hít hơi vô mạnh đó bạn, thì là mình xài cái ống hít này. Và Rebecca cảm ơn mọi người đã xem video này và để hẹn để gặp bạn trong mấy video đấy. Để cho Rebecca sẽ giải thích cái cách để sử dụng thuốc này và thuốc kia để cho mọi người ở nhà mình tự học biết cái cách để sử dụng và mình biết cái phương pháp của thuốc tốt nha. Và cảm ơn mọi người ủng hộ Rebecca. Và nếu mà mình thấy là cái video này nó được là benefit và tốt cho bạn thì nhớ nhấn ở dưới cho Rebecca biết và share cái video này nha. Ok, bye.